vậy là phải đánh em bầy đi. Bây giờ đây cũng đẩy hết trơn không? Nó không muốn được rồi đúng không? Vậy phải đặt thằng em bầy đi đây con đi. Bây giờ đẩy thì đẹp lắm. Nó vậy. Đây đây em đây này, nói với em ơi đi cùng ông thì nói đây là tao là để cổng ra ngoài đó. Còn muốn mà uống thì thiết bụi ở đây để có mặt nước đầy đủ. Đó, em gái. Trời ơi.